Oh yeah, hello, xin chào mọi người. Yeah, ta chính là hoàng đế nấm mèo trùm huyền thoại và vĩ đại đây. Đã đến lúc ta tiếp tục nhiệm vụ giải cứu con gái của tổng thống. Một cảm giác rất chi là vô mốt. Trên đường đi giải cứu con gái tổng thống, chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều tụi dân điền bị nhiễm bệnh. Việc tiêu diệt những đối tượng nguy hiểm ngăn cản chúng ta hoàn thành nhiệm vụ là một điều rất chi là cần thiết. Đừng hoài nghi về nhiệm vụ trong khi hành động. Chỉ đơn giản là anh Leon S. Kennedy đẹp trai tự vệ trước những nguy hiểm mà thôi. Chúng ta đã vào được trung tâm của ngôi làng. Lấy ống nhòm ra quan sát tình hình xem nào. Ôi trời ơi, tụi nó đang hỏa thiêu anh cảnh sát lúc đầu game. Thật là một hành động cực kỳ là man rợ. Thật là không thể tin được những gì đang xảy ra. Quân địch quá đông, phải hành động lén lút mà thôi. Sử dụng chiến thuật du kích là một trong những cách để chống lại số đông. Phải thật là cẩn thận, bởi vì quân địch quá đông. Tụi nó phát hiện ra chậm rồi. Đóng cái cửa lại, cài chốt vô. Chết rồi, nó mang cưa máy tới định phẫu thuật thẩm mỹ cho anh Leon S. Kennedy đẹp trai kia mọi người. Hôm nay đi quên coi ngày rồi, anh Leon anh nói vậy. Lượm tí đồ nào. Bay ra ngoài cửa sổ như phim hành động. Cách để đối phó với thằng cưa máy này tốt nhất đó chính là cầm dao lên và chạy. Tuyệt đối không được để cho thằng cầm cưa máy này áp sát, nếu không là xác định luôn. Cứ thử đi là biết. Hãy tránh xa đại ca Leon Kennedy đẹp trai ra. Một lần nữa ta nhắc lại, hãy tránh xa đại ca Leon Kennedy đẹp trai ra. Phải vậy mới được chứ. Fire in the hole. Tụi nó quá đông nhưng không sao, đại ca Leon Kennedy đẹp trai chấp hết. Đại ca Leon Kennedy là số 1. Đứa nào lại gần đại ca Leon S. Kennedy đẹp trai bắn hết. Không có một ai có thể đụng tới một sợi tóc của đại ca Leon S. Kennedy. Đại ca Leon S. Kennedy là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới. Đã có một tiếng chuông vang lên, làm cho tụi zombie trở nên bất động. Tenemos que servir.
Sadler Todopoderoso. Như vậy là tụi dân điền đã nghe theo tiếng chuông và bỏ lại anh Leon S. Kennedy đẹp trai một mình bơ vơ giữa cái ngôi làng hoang vắng này rồi đó mà. Đã hết tập 3 rồi.